Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của Tú Lê Miền Tây. Hôm nay thì mình sẽ làm món cháo cá lóc kiểu miền Tây đó các bạn. Rất là thơm ngon luôn. Và các bạn nấu theo cách này có thể làm lẩu cháo cá luôn cũng được nha. Bây giờ mời các bạn vào bếp cùng thực hiện với mình. Sau đây là nguyên liệu mình đã chuẩn bị. Ở đây mình sử dụng một con cá lóc. Con này thì rất là bự luôn, 800 gram đó các bạn. Thì con này mình chỉ mới làm sơ thôi, chưa có làm sạch nha. Chút nữa thì mình chia sẻ đến các bạn cái cách làm sao mà khử được cái mùi tanh của cá. Và mình sẽ có 200 gram núm rơm, hành tím phi sẵn. Mình mua cái loại phi sẵn rất là thơm và giòn. Các bạn không có thì mình mua hành tím về, các bạn phi lên ha. Và bên đây mình sẽ có thêm là 150 gram gạo. Mình sử dụng cái loại gạo khô nha các bạn. Cái loại gạo khô này nấu rất là ngon luôn. Gia vị để nêm nếm gồm có 4 muỗng cà phê muối, 3 muỗng cà phê bột ngọt, 2 muỗng cà phê đường, 1 muỗng canh nước mắm ngon. Và mình sẽ có sử dụng thêm tiêu nha các bạn. Ăn cháo thì mình không thể thiếu tiêu rồi. Ở bên đây thì mình sẽ có thêm rau ngò rí, 100 gram củ cà rốt, 100 gram hành lá. Hành lá các bạn ăn nhiều thì mình để nhiều ha. Và mình sẽ có thêm rau đắng và giá nha. Rau đắng này thì mình mua ở chợ đó các bạn. Cái loại này thì người ta trồng nè. Còn các bạn có loại rau đắng vườn thì càng ngon nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi rang gạo nha các bạn. Mình bắt một cái nồi lên bếp, cho gạo vô hết luôn và mình rang với lửa vừa. Trong lúc rang thì lấy đôi đũa mình đảo sơ như thế này để cho nó không bị khét nha. Rang đến khi nào mà cảm thấy nó thơm và nó hơi vàng như thế này thì mình sẽ cho nước vào. Mình sử dụng là 3 lít rưỡi nước. Bây giờ thì mình sẽ nấu với lửa vừa để cho cháo của mình nó nhừ từ từ đó và nó cũng không bị rút nước nha. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ đi sơ chế những cái nguyên liệu kia. Đầu tiên cái phần núm rơm này mình sẽ sử dụng một cái thau nước và mình cho vào đây là nửa muỗng canh muối để mình ngâm núm rơm nha. Núm rơm thì những cái nấm nào mà nó to thì mình sẽ chẻ ra làm hai, còn nấm nào nhỏ thì mình sẽ để nguyên. Hoặc là các bạn có thể cắt theo ý thích của mình nha. Nấu cháo thì mình sẽ chọn là cái núm búp này nha các bạn. Mình sẽ ngâm nấm này 15 phút nha. Hành lá thì mình sẽ cắt nhuyễn ra và mình sẽ chừa lại cái phần đầu này. Chút nữa mình cho vô nồi cháo luôn. Phần lá thì mình sẽ cắt nhuyễn ra nha các bạn. Ăn cháo thì không thể thiếu hành lá rồi, rất là thơm ngon. Rồi tiếp theo thì mình cũng đi cắt cái phần ngò rí luôn nha các bạn. Mình cắt nhuyễn ra luôn. Ồ, cắt nghe cái mùi ngò rí rất là thơm luôn á. Rồi tiếp theo củ cà rốt thì mình bào sợi nó ra, sau đó thì mình sẽ cắt nhuyễn trở lại thì nó rất là nhanh nha các bạn. Còn các bạn không có cái bào sợi thì cứ việc băm nhuyễn ra là được ha. Đó thì bây giờ mình sẽ lấy ra nè. Đó, sau đó thì mình sẽ băm trở lại rất là nhanh luôn. Đó, mình cắt nhuyễn nhuyễn ra như thế này. Chút nữa mình cho vô nồi cháo đó các bạn, nhìn nó sẽ đẹp mắt và ngon hơn. Rồi tiếp theo thì cái con cá này nè các bạn, mình sẽ nấu cái nước sôi khoảng 80 hoặc 90 độ thôi, không cần sôi nhiều quá nha các bạn. Đó, mình cho nước sôi vô như thế này nè, để mình vuột những cái phần nhớt nó nha. Đó, rất là nhiều nhớt luôn đó các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho ra cái thớt nè, mình cạo những cái phần nhớt nó ra. Khi cạo xong rồi đó các bạn thì mình sẽ đem đi rửa sạch lại với nước nha. Khi đã rửa sạch với nước rồi thì bây giờ mình sẽ cho vào đây là một muỗng rưỡi canh muối. Tiếp theo là đường thì mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh đường.
Và mình sử dụng 4 trái tắc này nha. Các bạn không có tắc thì mình sử dụng một trái chanh. Sau đó thì mình sẽ cắt ra hết luôn. Các bạn để cả vỏ vô luôn. Sau đó thì mình sẽ chà sát những vào cái con cá của mình. Nó sẽ khử cái mùi tanh rất là tốt luôn. Và các bạn làm như vậy ha, 2 lần cho mình nha. Mình cứ chà sát như vậy mỗi một lần là 3 phút nha. Thì mình làm 2 lần như vậy ha các bạn, cho nó khử được cái mùi tanh rất là tốt. Để cả vỏ chanh hoặc là vỏ tắc vào để vào luôn. Hôm nay mình mua con cá rất là bự luôn các bạn. Đó, cứ chà sát như vậy thì nó sẽ khử mùi tanh rất là tốt nha. Sau khi mà mình chà sát xong rồi á, thì các bạn đem đi rửa sạch lại với nước ha. Rồi bây giờ thì mình đã rửa sạch lại với nước rồi nè. Bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Cái phần đầu thì mình sẽ để sang một bên. Xíu nữa mình cho vô nồi cháo luôn nha các bạn. Hay là các bạn để mình nấu canh cũng được, nấu canh chua. Cá này thì mình sẽ phi lê nó ra luôn. Đó, mình sẽ cắt, mình lấy phần thịt và mình loại bỏ cái phần xương luôn. Tại vì ở nhà mình có bé nhỏ đó các bạn, cho nên là mình sẽ loại bỏ hết phần xương luôn á. Đến khi ăn thì mình sẽ không có cần gỡ xương hay là gì hết trơn á. Các bạn cứ cắt như vậy ha. Đó, mình cắt hơi hơi nè. Đến cái lường ở trong này, đó là phần xương đó các bạn. Cái này thì mình cũng làm riết mình quen tay thôi, chứ mình cũng không có rành về cái phần lóc cá này đâu các bạn. Ở đây thì nó cũng có đường, một cái đường xương đó các bạn. Đó, mình cắt bỏ cái phần này luôn. Có một cái đường xương này rất là dài luôn đó các bạn. Dài, rất là dài, cho nên là mình phải lấy ra hết luôn. Mình người lớn thì mình ăn thì mình còn lừa ra được ha. Nhưng mà có nhà có em bé thì mình phải lấy ra hết. Đó, như vậy là mình đã làm xong rồi đó, một bên rồi đó. Rất là ngon luôn ha. Rồi bên kia các bạn làm cũng y như vậy nha. Khi đã phi lê xong rồi nè các bạn ơi, mình kiểm tra lại coi nó còn xương không nha. Tại vì ở trên đó nó rất là dễ dính xương á. Phải kiểm tra lại cho kỹ nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ cắt ra những cái miếng vừa ăn như thế này. Wow, trời ơi, rất là tươi và ngon. Đó, khi đã cắt xong rồi thì mình cũng cho vô một cái tô này luôn để mà mình ướp gia vị nha các bạn. Trước khi nấu thì mình sẽ ướp gia vị cho cá của mình nó được dai ngon. Một muỗng canh nước mắm mình cho vô. Một muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng cà phê đường. Một muỗng cà phê muối. Một muỗng dung tiêu nha. Ướp có tiêu vào thì nó sẽ rất là thơm. Rồi sau đó thì mình sẽ trộn đều lên. Muối sẽ giúp cho cá của mình nó được dai ngon và không bị bở đó các bạn. Rồi mình cho đây một ít hành lá nữa nha, cho nó được thơm nha các bạn. Cái phần thịt này thì các bạn cứ việc ướp để đó đi. Khi nào mà mình nấu cháo mà nó nhừ rần nhừ rồi đó thì mình sẽ cho vô ha. Ôi, những miếng thịt rất là ngon luôn. Rồi quay sang phần nấm rơm nè, thì mình sẽ đem đi xả sạch lại với nước nha các bạn. Bây giờ mình kiểm tra cái nồi cháo thì các bạn sẽ thấy nó hơi nhừ thôi ha. Mình sẽ cho cái phần đầu cá vô luôn. Còn các bạn mà không ăn thì mình để mình nấu canh chua hay gì cũng được ha. Bây giờ thì mình sẽ còn gia vị còn lại đó các bạn cho hết vào. Muối, đường, bột ngọt các bạn cho hết vào ha. Giờ bây giờ mình sẽ mở lửa vừa, mình nấu từ từ nha các bạn. Đó, cháo của mình thì nó cũng hơi nhừ thôi các bạn, chưa có nhừ quá nha. Bây giờ thì mình sẽ cho cái phần cà rốt vô. Trời ơi, cho cái cà rốt vô cái nồi cháo của mình rất là hấp dẫn luôn á. Rồi tiếp theo thì mình cũng cho cái phần nấm rơm vô luôn nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nấu cho cái phần nấm rơm này nó chín nha. Các bạn nấu đến khi nào mà nấm rơm nó chín thì mình mới cho cá mà hồi nãy mình phi lê ra đó. Các bạn hãy cho vô. Thì lúc này á, nó sẽ lên bọt rất là nhiều, mình sẽ vớt bọt nha. Trong lúc nấu cháo thì mình không có vớt bọt. Rồi có những cái đầu hành mình cho vô luôn nha. Ôi, rất là thơm luôn các bạn. Cái đầu cá này nó đã chín rồi thì mình sẽ vớt ra đi. Mình để lâu quá thì nó sẽ bị nát và xương nó ra nha các bạn. Khi nào mình ăn á, rồi mình cho vô cho nó nóng lại rồi mình ăn.
Các bạn cũng có thể nêm nếm gia vị lại theo khẩu vị gia đình mình nha. Bây giờ thì nó sôi được một hồi rồi nè, cháo nó cũng đã nhừ nhiều rồi đó các bạn. Nhưng mà những cái hạt cháo nó vẫn còn nguyên rất là ngon luôn. Thì bây giờ mình sẽ cho cái phần cá mà hồi nãy mình ướp nè, các bạn cho hết vào. Cá này thì mình nấu trong vòng 4 phút nha các bạn. Thì mình cứ nấu đến khi nào mà mình thấy cá của mình nó chín là được. Đó, trời ơi, rất là ngon luôn. Cái này thì tại mình ăn liền cho nên là mình cho vô luôn nha các bạn. Đó, khi nó sôi lên được 4 phút rồi thì mình sẽ tắt bếp nha. Và các bạn nhớ là nêm nếm khẩu vị lại theo gia đình mình nha các bạn. Trời ơi, trông rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ tắt bếp luôn nha. Đó, rất là nhiều thịt luôn á. Một con cá lóc 800g mà mình lạng ra rất là nhiều thịt. Bây giờ mình cho cái đầu vô luôn cho nó nóng ha. Thì ở đây mình chuẩn bị một cái tô nè. Giá thì mình sẽ cho vào trước nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ múc cháo vô. Cháo nóng thì sẽ giúp cho giá được chín và rất là giòn. Các bạn nhìn những cái miếng cá của mình rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình sẽ cho rau đắng vô. Rau đắng này thì cái loại trồng đó các bạn. Còn mà mình được cái rau đắng đắt ở sau vườn á, trời ơi càng ngon nữa. Rồi mình sẽ cho hành lá và ngò rí vô nha các bạn. Một cái tô cháo rất là chất lượng luôn. Và đừng quên tiêu nha. Ăn cháo thì mình để thêm tiêu nè. Rất là thơm ngon. Thì bây giờ mình sẽ cho lên một ít hành tím phi nữa nha các bạn. Các bạn nào mà không ăn thì mình khỏi để cũng được. Ở đây thì mình sẽ ăn kèm với lại là nước mắm y nha, là nước mắm mặn á, không có qua pha chế nha các bạn. Mình cho thêm ớt nè, ăn rất là ngon. Cháo này tại vì mình ăn liền nha, cho nên là mình cho cái phần cá vô mình nấu luôn. Còn các bạn nào mà mình nấu kiểu như là lẩu cháo á, thì các bạn khoan hả cho cá vô. Khi mà bắt cái nồi lẩu lên bếp rồi đó, mình ăn đến đâu thì các bạn cho cá vào đến đó. Mình làm lẩu ăn rất là ngon ha. Wow, cá dai rất là dai luôn các bạn. Và các bạn sẽ thấy là những cái hạt cháo của mình nè, đó nó nở nhưng mà nó không có bị bể nát, rất là ngon và thơm. Cháo đậu rang thì nó thơm, rất là thơm đó. Rồi video của mình thì đến đây cũng đã kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã xem. Yêu quý thì hãy cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha.